foto da minha mãe. Con ăn xin nhờ. Chị chào. À. Có ăn trái nho. Dạ. Ngon không? Dạ. Chị nói chị nhờ. Vâng. Hôm nay Tima đi học. Tima đi ngủ rồi có động rồi Tima làm gì? Энце відсутність, энце. Ну-ка. Куда ки он дяй, он не дал. Не дяйки. Ты ки, ты сун тан хам хан кон? Да. Ты сун тан хам а? Рау, кон а khóc а? Khóc ку. Khóc? Шо а khóc а кон? А не, не, у юкла. Юкла ла? Да. Không có khóc, nó là không có được khóc đúng không con? Rồi con khóc rồi ai khóc nữa? Hả con? Cũng đủ bà mà. Ну, баба. Мамеля, не гоня. Сао, ага. Чо, сирен. Сао, сирен, хапло. Тау, чо. Я... Я взял не ам, ам. Ай, ам? Взял. Дю лам, кон. Ô là? Đà. Ô là ấm con hả? Đà. Ông nói ao em. Ông nói ao em. Nói ao em. Ấm con. Ấm con. Đà. Đà. Cậu chú ý là nó đang ngủ, xong rồi có cậu báo động, xong rồi chị mà khóc, chị mà sợ, xong rồi cô giáo ấm con. Ấm con đi xuống tầng hầm đúng không? Tội mấy em nhỏ quá à. Apple. Apples. A, B, C, C, A, B, F, G, N. Yep. Nhìn nó tặc. Ừ, chị mau viết chữ đẹp á. Giống mình lục cá đó con hả? Chị nói bà. Chị nói Này chị bé bà. Trời ơi, viết kiểu đẹp quá. Thôi con à. Tiếp đây con. Mặt con căng thẳng. Từ từ viết đẹp, thẳng hàng cho mẹ. Nhìn. Nhìn bơ cơ kì. Viết thẳng hàng đẹp rồi chữ nào là chữ đó luôn nha. S. K V S. Hey. Ồ hồ. Ủa rồi. Còn bên này nữa không con? Chồng chút nữa vay tô màu nha con nha. Chút nữa tô màu. Ừ. Là gì? Cái này là gì? Bông xuân. Cái gì? Cái là xuân cả. Xuân cả. Bẹc. Bẹc. Này con hả? Bẹc. Này là gì? Còn viết chỗ này. Bẹc. Cái này. Chết. Này thật. Thật á. Thứ này là đọc à? Hàm. Hả? Ê. Hàm. Hàm. Chị nói chết gà. Ồ, chị mau viết chữ đẹp chứ. Nó... Ôi, viết chữ đẹp. Ồ, viết chữ được hết. Nón con hả? Nón. Nón. Chị nói việc. À, rồi tiếp đi con.